Trái nhào nha bà con, trái nhào là rất tốt cho sức khỏe. Nhưng mà có một số người có bệnh thế này, ăn vào thì làm nguy hại cho sức khỏe của mình thêm, chứng bệnh lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi. Đó là những người không ảnh hưởng đến bản thân mình. Nhưng mong rằng những người có huyết áp đó là không ăn trái nhào, huyết áp mà thuốc chống đông máu, bà bầu, phụ nữ đang cho con bú, suy thận, viêm thận, tuột huyết áp, đó là những người không ăn trái nhào để cho sức khỏe mình nó tốt và lành bệnh mau lành, mau bớt, mau khỏi bệnh, sức khỏe càng ngày càng tốt lên. Thì những người có huyết áp là không ăn, người uống thuốc chống đông máu, bà bầu, phụ nữ đang cho con bú, suy thận, viêm thận, tuột huyết áp là không ăn trái nhào để cho sức khỏe mình càng ngày càng tốt thêm. Ăn vào lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi bệnh, sức khỏe xấu, mong rằng bà con ta chú ý, chú ý đó. Còn ăn trái nhào nó tốt cho sức khỏe là nó chữa được bệnh ho, hạ sốt, hoạt huyết, điều hòa kinh nguyệt, lợi tiểu, nhuận tràng, huyết áp cao, tiểu đường, béo phì, tim mạch, đau nhức, suy nhược cơ thể, tiêu hóa, làm cho da mịn màng, trắng, sáng, rối loạn, trầm cảm là những người đó rất tốt cho chứng bệnh đó khi ăn nhào. Đó, mà một ngày ta dùng không quá 650 mg, là một ngày 650 gram, ăn 6 ngày nghỉ một ngày, như vậy thì nó tốt cho sức khỏe bà con. Đó là trái nhào nha bà con, chúc bà con ta vui trẻ khỏe đẹp khi ăn trái nhào thật là tuyệt vời bà con ơi. Bà con xin chào, nào 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 nào.